hàng sẵn sàng cho mọi người. Ôi. Đó, thì là sắc lô nè. Anh giới thiệu skill đi nào, trong lúc mọi người sẵn sàng lấy thêm cái điện thoại nữa. 5 skill nha các bạn nha. Điều khiển xúc sắc 2 nè. Oscar này, nhiều tiền có nhà này, hộp quà xúc sắc nữa. Chạy mãi không ngừng này. Bố xét nữa. 38% miễn phí tham quan nha, và còn đi lốt đất trống nữa. Và chống mua nhà thì đúng là skill gọi là quá quen thuộc rồi các bạn ạ. Cái skill mà nói chung là ai cũng thích ấy, nhà gọi là skill quốc dân. Skill quốc dân, skill auto mạnh. Skill chống mua nhà này đi với nhân vật nào cũng mạnh các bạn ạ. Thật như có mạnh luôn đây. Bạn chẳng nhiên thầy có nói em thể cùi không dám chơi với ác. Các bạn ơi, thực sự nha, là các bạn có thể cùi hay không ấy thì chơi với anh đội trưởng thế nào cũng được. Đúng rồi. Bây giờ mình bắt đầu vào phát bài nha các bạn ơi. Ok. Tạo bàn nha. Khoảng 1 triệu nha các bạn ơi, phát ít thôi. Nói cứ nói mồm đây thôi, tức là bây giờ anh đội trưởng đổi chiến thuật rồi. Trước anh chắc chắn sẽ thắng. Trận này bởi vì anh yếu không thì anh cũng thắng, nhưng bây giờ anh đội trưởng đã nhận ra rồi, bây giờ tốt nhất là nên khiêm tốn một chút thì lúc mà thắng thì nó còn vẻ vang. Đúng không? Bây giờ đã có hai đối thủ của mình. Bạn này không hiện tên nhỉ? Có fan Phạm Nhật Minh này. Bạn này giấu tên luôn, bạn ấy chắc đặt tên toàn giấu cách chăng? Gọi là nhân vật vô diện bí ẩn. Wow, giải stress này. Giải stress à, đương nhiên vào đây đấu với chúng mình thì mình bắt đầu luôn nha. Bắt đầu. Bạn Trần Như Thạch có nói tiền em có đầy nhưng thế rất cùi. thế thì vào phát tiền cho admin đi. Đúng rồi, vào đây phát tiền cho admin. Đơn giản thôi. Nào, mình sẽ cho một ít âm thanh loa lên nha, được không? Ok. Nào. Đây rồi, đến gần mình đấu rồi. Nào. Có nghe thấy chưa nhỉ? Đây, mình chưa bật loa các bạn. Sorry. Mời nước đôi. Đấy, có vị âm thanh mà xuống rộng. Rồi, đã có loa rồi nha. Ok, có một bạn. Bạn mời. Bạn giải stress này, một bạn bí ẩn này, không có tên luôn. Kinh wow. Không? Bạn này cũng là thẻ sắc lô nha. Nhưng mà gần mạnh bằng mình thôi. Khác gì? Hello bạn bí ẩn, em cũng có cái icon đáng yêu thế. Nhưng mà sắc lô này là sắc lô siêu hút. Còn sắc lô của mình là sắc lô xịn, sắc lô búa xét nha. Bạn trả tiền cho ta tên thật là Phạm Nhật Minh, ở đây là Phan Phạm Nhật Minh á. Hai đôi. Chơi nha các bạn ơi. Xem quả đen. Đen đi. Đen thôi, đỏ quên đi mọi người ạ. Kìa. Lựa cứu tôi. Ôi kìa em ơi. Thôi được rồi, mình sẽ đổ. Mọi người sẽ em, mọi người đoán thử xem trận này ai sẽ là người chiến thắng hả? Bạn Phan Phạm Nhật Minh lại dùng thẻ vua chuột kìa. Và đây là giải stress nha, cũng là một thẻ khá mạnh. Thẻ R 5 sao. Thẻ R 5 sao nhưng mà cũng là kỹ năng siêu hút. Kỹ năng này thì hơi kém một tí so với các kỹ năng còn lại. Đây rồi, xem các đối thủ của mình sẽ chơi như nào đây. 8 đôi. Mọi người đang báo là anh sẽ thua các bạn sắc lô như tên này. Mình vừa bị sắc lô kia đẩy vào. Đấy, đoạn đảo rồi. Buồn quá. Cái kỹ năng của sắc lô là kỹ năng gì nhỉ? Kỹ năng thủ của sắc lô là kỹ năng phục quả xúc sắc. Vừa có thể đi ra đảo, lại vừa mọi người di chuyển. Nghĩa là mình được đi và đối thủ phải là đảo chơi. Phan Thọ Nhân Minh là thứ 2, còn bạn vô danh là thứ nhất. Mình sẽ tạo đặt tên cho bạn ấy là vô danh nha. Bạn đoán, mọi người đoán xem là ai sẽ chiến thắng ở đây. Gợi ý cho anh mình các nước đi luôn nha. Tới tôi. Bạn này dùng rất là nhiều icon đáng yêu này. Toàn à? Toàn. Mọi người bảo bạn ý đang đoán bạn ý thắng đấy. Được về thôi. Mình đã đưa hai bạn vào đảo rồi. Bạn đã xây một biểu tượng thành phố. Kỹ năng là được đấy mọi người ạ. Nào, mình sẽ được là 10 vậy. Mọi người đừng quên comment nhiệt tình vào nha. Và UID này. Wow. Mình lại cho một bạn nữa ra đảo rồi. Kích hoạt thẻ. Bây giờ là chỉ có mình chơi với tất cả mọi người ở đảo. Lượt của tôi, bạn đã xây một biểu tượng thành phố. Rồi. Gọi là đường trống luôn ấy. Chỉ có phi xe thôi. Phi xe. Một mình băng băng với đích các bạn ạ. Đây này, mọi người đều nói là bạn bí ẩn thắng. Giải stress thắng.
anh là 100% là thua. Áp 100% thì một biểu tượng thành phố. Buồn quá, mình đang nghĩ là áp 100% thắng. 8 đôi. Rất nhiều bạn đoán bạn vô danh này thắng này đúng là kiểu một người bị ẩn dạ mang vào một cuộc đấu ấy. Không có, bạn ấy không có background gì, không biết bạn ấy ở đâu ra. Không biết là ai, không biết là đâu ra. Không biết là gặp hôm nào. Ây da, vô danh đẩy mình vào tù mất rồi, buồn quá. Đúng là nhân vật xăng lô này vừa mạnh vừa khó chịu. Ây da. Wow, lại được đi tiếp này, bạn chống mua nhà. 11. Ôi, trời ơi. Có bạn Trần Thị Đầy tin anh là hôm nay anh thắng. Cố lên. Đừng phụ lòng các bạn, hôm trước là anh đã phụ lòng mấy bạn ở đây. Mình disconnect được các bạn, đợi một lát nha. A few moments later. Bị lát, lên rồi mọi người ạ. Anh đội trưởng quên không ấn nút ấy. Hóa ra là mình không ấn nút các bạn. Mọi người thấy màn hình lên chưa ạ? 5. Wow, ủa được bảo kê luôn này. Trời ơi, không thể nào tin được. Mình thì không kích hoạt búa xét, mà bạn ấy lại được kích hoạt bảo kê. Quá buồn. 6. À thấy rồi, đấy. Thấy rồi. Nhẹ có các bạn ạ. 3. Bạn Đặng Lê Lê thấy chưa nhỉ? Một ô đã bị mua. Nhưng là bạn thấy rồi đấy, em nghĩ là lên rồi đấy. Cút tôi. Vừa nãy mình quên bấm like các bạn ạ. Sorry các bạn nha. Quên mất một nút đấy. Bây giờ không đủ tiền để ra khỏi đường nữa. Mọi người thấy em chỉ xong một tích tắc, mọi người vừa thấy một màn hình nó chớp một cái thì anh đội tưởng là không phần trăm tiền, không đồng tiền mặt. Xem là. Wow, sắc lô đã có 2.5 màu rồi. Sao? Và bạn ấy không phải là mua được nữa. Wow, phá sản rồi. Đúng là kỹ năng nào của 3. Vừa bỏ không thể là bình thường các bạn. Nhưng mà ảo ảnh là kỹ năng đặc trưng của Loki đúng không? Sao những vật nào nhỉ? Đúng rồi, ảo ảnh. Bạn đã xây một biểu tượng thành phố. Nhưng mà vừa bỏ lại mượn kỹ năng này được. 4. Kỹ năng đặc trưng của Bo Bom là gì nhỉ? Kỹ năng đặc trưng của Bo Bom. Bo Bom thì được phát triển khá là lâu rồi. Và qua một vài mùa sẽ được. Ô của bạn đã bị mua lại rồi. Hiện tại thì giải Shrek đang là người thứ nhất nha các bạn ơi. Và Bo Bom giải Bo Bom à nhầm, vô danh chỉ đứng thứ hai thôi các bạn. Đứng thứ hai một khoảng cách một khoảng khá là xa. Mà giải Shrek đang có tận 5 mil tiền mặt. Sáng đôi. Cái này em đoán là đỏ này. Hình như mình nghĩ là mình đoán cái gì nó ngược lại. Lượt của tôi. Sau này mình sẽ lại đi những bước tiếp. Đó. 12. Bước tiếp nào. Chọn thành phố bạn muốn. Mình phải làm thế để có tiền. Tới tôi. Không thì mình sẽ bị sạc nhầm mất. Bây giờ mình đi vào đâu là mình cũng sẽ mất tiền này. Mua luôn Hà Nội. Ồ, mình hết tiền rồi sao? Mình không có sợ được không? Chọn thành phố bạn muốn. Thôi, mua ít thôi. Mua nhà bé thôi. Mua nhà bé thôi, hết tiền rồi. Mình là người nhà, tôi không đủ to được nữa. Bạn Citizen nói Chrom là skill đặc biệt đời 1.0 của Vô Bom thì phải đúng không? Hả anh đội trưởng? Lượt của tôi. Đúng rồi đấy, mình như là Chrom với các bạn. Mình cũng quên mất rồi. 4. Cũng hợp. Đỉnh đấy, bạn Citizen đúng là một cái phần là phần thứ nhất. Wow, vừa kích hoạt là skill cả. Cũng quá xuất sắc rồi, mình đã đưa hai đối thủ rồi. Lượt của tôi. Sao anh lúc anh không hỏi em là gì để anh chọn ngược lại? Ba. Mày thế? Mày quá. Nhưng mà thực ra anh đi tiếp thì anh cũng... Bốn ơi. Đúng rồi, mình đi tiếp thì mình cũng sẽ vào cái này thôi. Nói chung là chỉ may được một lượt thôi, thế là anh cũng vào. 10. Wow, vô danh thật nhất lắm. Ui, vô danh sao may thế nhỉ? Được kích hoạt bảo kê liên tục này. Đúng rồi. Yay. Vô danh vẫn còn kẻ thứ 2. Chết tôi. Vẫn còn kẻ thứ 3. Xem nào. 6. Ôi, được kích hoạt bố xét các bạn. Ha ha. Đâu bố xét là cái gì? Bố xét là mình sẽ được đi đến đất sống gần nhất này. À, hay quá mọi người ơi. 8 đôi. Đẹp quá.
bạn đã nói giải stress thắng. Bây giờ mọi người có thấy là đây đội trưởng em được một mưu rồi này, trông có vẻ khả quan. Ui. Bạn đã xây một biểu tượng thành phố 3. Hiện tại thì một ô đã bị mua lại. Đang có hai cặp màu nha, rất nguy hiểm. Cho còn mỗi cả màu của mình thôi. Được rồi, đây anh sẽ vào cả màu và một lần vô bốn đôi. Điều bạn nói là vô danh thắng. Vô danh kế hoạch chống mua nhà liên tục thế này thì ai mà mua được nhà? Tôi xin lỗi. Nhưng lượng của tôi. Xong chạy qua đây. Cái gì mình anh đi chậm rồi đi đổ bé ơi. Cứ đi từ ở mình làm chả được. Đổ bé thôi để bạn. Chín. À mình nói đi cả. Yes. Oh. Wow, lại kích vật bảo kê tiếp này. Ô, oh, nhiều nhờ, kích vật kinh khủng. Hôm nay vô danh đỏ quá ha. Đỏ. Anh sẽ có qua đen đâu nha. Oh. Em phán, dự phán như thật. Em nói đỏ thì sẽ vào đen, mà em nói đen thì sẽ vào đỏ. Chỉ cần ăn thì nói gì, chỉ cần nghe bạn ngược lại thôi các bạn. Ngược lại thôi là chắc chắn được. Lượt của tôi. Bây giờ đến lượt mình sẽ phải lao vào cái video này xem nào. Nào để xem đã có bao nhiêu like và chia sẻ trong lúc rỗi rãi nhìn anh đội trưởng thua. Bây giờ mình hy vọng là sẽ được kích hoạt một chút thôi, không còn hy vọng là khác. 12. Ơ thật đấy, ui. Lượt của tôi. Wow. Ha 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 ha. Nói mồm anh đội trưởng khá là thiêng đấy mọi người ạ. Bây giờ đang có 90 like và 64 lượt chia sẻ, tổng cộng là 154. Mọi người ơi, 154 vậy thì mọi người sẽ đều được nhận 100.000 gold và hãy cố gắng đẩy lên được 300. Thì tất cả sẽ được nhận 300k vàng đấy. Có thể là búa, mình không biết là đang nghĩ. Vì rất nhiều bạn cũng nói là thích búa này. Lễ hội. Lễ hội. Đến lượt sau mà vô danh đi xuống năm. Cạnh cuối là vô danh có thể sẽ lượt của tôi. Vô danh có thể sẽ ăn được cặp màu đấy, nên là mình sẽ phải phá cặp màu của vô danh trước. Ok, thế mình xây nhà của mình hay biểu tượng luôn. Ui, cố lổ ra 7 nhưng phải ra 6 các bạn ạ. Gần được. Nào, đỏ hay đen? Đỏ. Đỏ đen nha. Ui. Lần này sai lại đúng nhỉ? Lượt của tôi. Cái máy nó biết rồi đấy. Tại vì em nói là 11. Là làm ngược lại nó đã biết tactics của em. Hello đặt đặng nha. Wow, mình đã được miễn phí tham quan các bạn ạ. Tí nữa thử. 3. Vô danh vừa đi vào nhà mình các bạn ạ. Để né. Né vô với này. Vô với này hiện tại đang là đấy tôi. Khiếp, trận này lâu thế nhở? Mình cũng sẽ đi nhẹ nhàng nha. Mình sẽ không đi nhiều đâu. 3. Chọn thành phố bạn muốn. Mình sẽ... Đây, chân chi là anh có cơ hội rồi đấy. Mỗi. 5. Ủa, lần này vô danh chắc chắn là ra đi rồi. Tiêu. Phận mình ở đây để cười á. Quá mà đúng không? Chắc tin cho tao mà em thích lên TV thì bạn ơi bạn ở Hà Nội cứ đến đây livestream với mình nhá. Ai là trận đấu căng thẳng ghê nhỉ? Được đến 11 rồi sẽ quyết phân thắng bạn. Bây giờ chỉ còn 2 người thôi. Mọi người ơi biết đâu đây là lần đầu tiên anh đội trưởng. Wow, chết rồi. Vô bom điểm mình khế rồi kiểu gì mà các bạn nghĩ bạn cũng không biết tưởng. Lượt của tôi. Xem nào, mình sẽ đổ ra 5 đi cố lên. Ui dồi, 6, không được. 6. Tôi không sao, mình mua cặp màu. Mình này đi tiếp nè. Đến tôi. Wow, lần này mình đổ ra 6 và 7 là mình thắng luôn này. Oh, yes. Thắng rồi. Thắng rồi. Oh my god, mọi người ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời livestream bạn phải không nhỉ? Ừ đúng, trong trí nhớ của mình mà mình livestream đấy. Không.
mà mẹ anh đội trưởng thắng thực sự luôn. Ôi, ôi, ôi. Yes. Yes. Không, đây là cảm giác chiến thắng mà bao nhiêu lâu nay mình chưa được tận hưởng các bạn ạ. Các bạn nước mắt đang tuôn rơi đấy. 5 giây để tận hưởng chiến thắng. Mới nha, cho anh tận hưởng 5 giây nha. Anh có dám chơi tiếp không? Mình sợ là chơi thua lại buồn thôi. Anh hãy tận hưởng cái chiến thắng này của anh thêm một lần nữa đi. Thêm một chút nữa mọi người ơi. Quá là xịn vãi trưởng thật. Bạn với chị đấy có nói là đoán đúng rồi này, cơ hội đổi đời là đây. Và đúng là cơ hội là đổi đời. Ôi, Võ Như Hải là vua bom này. À, Võ Như Hải là vua bom. Wow, trận đấy là mình tí nữa thì thua rồi, may sao mà mình được kích hoạt bảng kê để mình hồi lại được. Sự trong sự kiện vui này đập là chúng ta dùng đập cái gì nhỉ? Đập trứng này, đập nhau này. What? Đập trâu và đập vịt. Câu này khỏe ăn mình nghĩ ra mọi người ạ. Cái bộ câu hỏi này là mình cũng được gửi thôi mà. Mình đăng lên này mà không ngờ. Trời ơi, admin bạo lực quá. Lần trước thì là đòi top 1 thì đòi có súng, lần này thì lại gọi đòi đập nhau nguy hiểm quá. Trong livestream thì mình cũng có nhắc rồi nhỉ, chắc chắn là mình không nên đập nhau. Mình không nên đập nhau các bạn. Đánh nhau là không tốt đâu mọi người ạ. Đúng rồi. Đập nhau mất hòa khí lắm. Mình chỉ chơi vui vẻ thôi. Gọi là cùng lắm là sang lô thì cũng chỉ gạt giò cho vào tù thôi. Cho vào tù thôi, chứ đâu có đánh ngay gọi là... Ừ. Chứ sang lô không cầm gậy, gậy đập nhau đâu, nguy hiểm quá. Đúng là đáp án này. Đập trứng, đập nhau, đập trâu, đập vịt. À, có một số bạn trả lời, rất nhiều bạn trả lời là đáp án 1. Thôi thì xin lỗi một tí, em nghĩ là... Có thể phải đợi lâu vì có thể mình phải scroll một lúc thì mới tìm ra đáp án đúng không mọi người? Chắc là thế. Rất nhiều bạn trả lời một tại vì sự kiện là auto là đập trứng. Nhưng mà không phải. Không phải. Võ Như Hải có nói rồi, Hải là người nhanh nhất đó ác nha. Cái này thì tùy vào màn hình thôi, Hải ơi, em nghĩ cũng không biết đâu ạ. Nhưng mà đáp án sai vẫn thôi. Anh chỉ đang cười hi hi từ nãy giờ mọi người ạ, thật sự luôn cười hi hi từ nãy giờ. Cho các bạn thêm một vài giây phút sướng nữa nha. Sung sướng lắm, cái câu hỏi này có vẻ là câu hỏi này cũng khó đấy nhỉ. Nhưng mà nếu mà các bạn theo dõi cái livestream này cũng như là thấy những cái trả lời cái câu phía trước ấy, sẽ tìm ra ngay đáp án của câu này. Thực ra là cái đáp án này đã được nhắc ở câu phía trước rồi. Lại là một cái bài gọi là cho đáp án, đúng không? Nhưng mà không biết là như thế nào. Em thấy có bạn đúng, có bạn sai. Rất nhiều đáp án sai. Rất nhiều đáp án sai các bạn ạ. Nào, đợi tí nữa nào đi. Có lại một comment nhiệt tình quá. Rồi, mình kết thúc câu trả lời 3 nha. À, bình tĩnh để admin đánh ở đây. Đã kết đây câu số 4 rồi. À, kết thúc câu số 4 nha. Đáp án của chúng ta là... Bình tĩnh anh ơi, em đã đánh xuống nổ. Kết thúc câu số 4. Ok. Đáp án của chúng ta là đập trâu nha. Sẽ có những quả trâu nhỏ nhỏ và sẽ có con cáo đi đập những quả trâu đó. Cái đấy không phải là trứng các bạn ạ. Không phải trứng nha. Không biết mọi người có chú ý không nhỉ? Cái quả trâu là những cái quả mọi người hay treo lên cây Noel này. Trong Noel là những cái quả tròn tròn mọi người lên treo lên cây này. Hoặc là khi Tết về mình hay treo lên cây đào cây mai thì đấy là cái quả trâu nha. Đúng là đập thật nhưng đấy cũng không phải đập vịt này. Nếu có vịt không phải đập nhau, không phải đập trứng. À, lần này thì Phát Nguyễn đã trả lời đúng rồi, đáp án 3. Vâng, Phát Nguyễn là người đầu tiên trả lời đúng đáp án 3 trong rất nhiều người trả lời đáp án 1. Có bao nhiêu người trả lời đáp án 1 nhỉ? Anh tổng kết xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vâng, Võ Như Hải cũng trả lời đáp án 1. Võ Như Hải ơi, rất nhanh nhưng mà rất là tiếc lại trả lời sai, muốn chết chứ lại. Trần Như Thạch spam rất nhiều đáp án 1. Trần Như Thạch có comment đến no. Lâm Lợi thì bạn ấy đã trả lời đúng rồi và bạn ấy có gợi ý cho mọi người đập trâu mà nhưng mà vẫn không ai chịu. Không ai nghe. Không ai chịu nghe. Bỏ ngoài tai. Vâng. Để mình xem là có ai. À, Trần Như Thạch đã quay đầu là bờ, đáp án 3. Trần sẽ nhận cốt cho nhà quay đầu á. Vâng, Trần Như Thạch sau một hồi đã quay lại trả lời đáp án 3. Vâng, tiếp theo là
Kiều Giang ạ, câu trả lời 3. Bạn Kiều Giang rất là consistent. Kiều Giang cũng spam rất nhiều và đã có một câu trả lời đúng. Quá đen cho Võ Như Hải, bạn ơi. Bạn đã nhanh rồi đấy nhưng mà bạn lại không chú ý đến câu hỏi của chúng tôi là gì. Rất tiếc. Nhiều bạn nói 3 chấm rất là buồn cười. Rất nhiều mọi người đang thả comment buồn cười đây. Bởi vì là thực sự là sự kiện này sự kiện đập trâu mọi người ạ. Tức là đúng là quả. Tức là em nghĩ là cái sự kiện trước mọi đã hơi quen với đập trứng này. Mình có đập bí ngô không mọi người? Đúng rồi, mình có đập bí ngô này, mình có đi đập virus nữa. Đúng rồi, đập corona đúng không? Đúng rồi. Mọi người chỉ khăng khăng trong đầu đấy là những quả trứng. Nhưng chúng tôi đã đổi ra diễn rất nhiều các bạn ạ. Buồn quá. Vậy thì chắc các họa sĩ sẽ khóc thét luôn. Các họa sĩ sẽ khóc buồn lắm ấy. Đương nhiên là tất cả những cái bạn mà like share cái buổi livestream này thì cũng sẽ nhận được một cốt. Cốt nhà vì đã chung vui với tất cả mọi người trong cái buổi này rất là vui. Có những cái câu hỏi rất là củ chuối. Không phải câu hỏi thì không củ chuối, mà những cái đáp án rất là củ chuối, rất là hay. Thực ra là mình không làm bộ câu hỏi này đâu, mình thấy cái này mình cũng ngã tay ghế. Vui nha, vui nha.